xin cho xe và tất cả các công bạn trên mạng này. Wow, rất là tôn trọng, cảm ơn anh Hoàng và chị Long rất nhiều. Và để tiếp tục là đi xe của chị Ngọc Liên. À, sau chị Ngọc Liên là đến chị Hiếu nha. Chị Hiếu để xin chào các chị, các chị, các chị.